Cũng chung số phận với ông Nguyễn Thanh Long, trong chiều nay ông Chu Ngọc Anh đã bị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bãi nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vì những sai phạm liên quan đến vụ việc tại công ty Việt Á. Câu hỏi được người dân quan tâm lúc này là ai sẽ tạm thời thay thế ông Chu Ngọc Anh điều hành Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh. Tiếp đó, 100% đại biểu đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trước đó, tại phiên họp ngày 4 tháng 6, Bộ Chính trị đồng ý phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kể từ ngày 7 tháng 6. Ông Lê Hồng Sơn sinh năm 1964, Quê quán xã Hoàng Đức huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa, ông Sơn có trình độ chuyên môn cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Sơn là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Trước đó ông là thứ trưởng Bộ Tư pháp. Miền Bắc đang trải qua những ngày có thời tiết xấu, mưa rông trên diện rộng kèm theo các hình thái thời tiết cực đoan. Trận mưa lớn kéo dài từ chiều mùng 6 tháng 6 đến dạng sáng nay trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, người dân khẩn trương sơ tán và nhiều ô tô phải bơi trong nước. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Sơn La như Trần Đăng Ninh, Ngã Ba Quyết Thắng, Chu Văn Thịnh và khu vực bản Piêng Ngùa, xã Triềng Sôm bị ngập sâu. Tại khu vực trung tâm thành phố, nước đổ về nhanh, ô tô xe máy di chuyển khó khăn. Theo người dân, mực nước ngập có đoạn lên tới qua đầu gối, có những đoạn đến ngang hông nên người dân và các phương tiện không thể di chuyển được. Nhiều xe ô tô do mưa lớn kéo dài, mực nước dâng cao đã chết máy, lực lượng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông đã được huy động tới giải cứu. Ước tính ban đầu có hơn 20 ha diện tích trồng lúa, rau và hoa ở các bản bị ngập. 13 hộ dân khu vực và phiên mùa nằm trong khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt đã được di rời đến nơi an toàn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La cho biết trước đây tại Sơn La rất hiếm khi xảy ra tình trạng ngập lụt như thế này. Nguyên nhân ban đầu là do trận mưa lớn kéo dài khiến cho hệ thống thoát nước bị quá tải. Ngoài ra tại một số điểm thoát nước bị vướng vật cản. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11, 12 tháng 6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trung thấp. Thưa quý vị, vào chiều qua mùng 6 tháng 6, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại bãi xe tăng vật và xe vi phạm do phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh quản lý tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thiêu rụi và làm hư hỏng hàng trăm chiếc xe máy và ô tô. Sau vụ cháy, nhiều người dân có xe bị cảnh sát tạm giữ đang lo lắng không biết số phận của tài sản mình sẽ ra sao. Nếu xe bị thiêu rụi hoặc hư hỏng thì ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại này? Bước đầu cơ quan chức năng xác định thời điểm trước khi xảy ra cháy, bên trong bãi xe có hơn 2.200 xe máy, 10 xe ô tô. Các đơn vị liên quan đang thống kê phương tiện bị thiệt hại để có hướng xử lý. Theo các luật sư, căn cứ theo quy định hiện nay, trong trường hợp phương tiện vi phạm bị mất, bán trái quy định, đánh tráo hoặc hư hỏng, mất linh kiện, người ra quyết định tạm giữ tịch thu phải chịu trách nhiệm bồi thường và xử lý theo quy định của pháp luật. Còn người được giao trực tiếp quản lý bảo quản phương tiện phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định tạm giữ tịch thu và trước pháp luật. Trường hợp giữa các bên không thể thỏa thuận thống nhất được việc bồi thường, thì tổ chức cá nhân có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh số 61 Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội loang lổ những vết bẩn từ dầu luyên và mắm tôm. Điều đáng nói đây là địa chỉ của Đại sứ quán Uruguay tại Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và làm rõ thông tin về vụ việc này. Đêm mùng 6, mùng 6 tháng 6, mạng xã hội lan truyền bài đăng cùng hình ảnh mắm tôm dầu luyên được một số người ném vào địa chỉ số 61 Lĩnh Thường Kiệt. Tuy nhiên, chất bẩn bắn cả vào địa phận của Đại sứ quán Uruguay. Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết sự việc xảy ra vào đêm 31 tháng 5, dạng sáng ngày 1 tháng 6. Trong khu vực ngõ 61 Lĩnh Thường Kiệt có vài trường hợp liên quan đến nợ nần nên đã bị hai đối tượng đi xe máy ném chất bẩn vào nhà. Tuy nhiên, ở cạnh ngõ này lại là cổng của Đại sứ quán Uruguay chất bẩn sau đó bắn sang tổng đại sứ quán và sứ quán cũng đã trình báo công an phường. Hiện công an đã trích xuất camera xác định một số người chủ đích ném chất bẩn vào ngõ 61 Lý Thường Kiệt vì mâu thuẫn cá nhân và đang truy tìm những người này để xử lý. Liên quan đến vụ việc nữ tài xế mang thai bị hai người đàn ông đánh hành hung sau va chạm giao thông nhỏ ở Hà Nội. Đến nay hai người đàn ông đã bị công an triệu tập và nhiều lần xin hòa giải, tuy nhiên nữ tài xế và gia đình kiên quyết từ chối và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đó những người có liên quan đến vụ việc gồm hai nam thanh niên có hành vi tấn công nữ tài xế ô tô, người phụ nữ điều khiển xe máy điện va chạm giao thông với nữ tài xế ô tô đã được mời đến làm việc tại trụ sở công an quận Thanh Xuân. Tại cơ quan công an, hai thanh niên đã thừa nhận hành vi đánh, tấn công nữ tài xế ô tô vì đã va chạm giao thông với người phụ nữ điều khiển xe máy điện mặc dù được người dân can ngăn nhưng hai người đàn ông này vẫn có những hành vi côn đồ bạo lực tát nữ tài xế ô tô và chửi bới. Sau hôm xảy ra vụ việc, một người đàn ông và một người phụ nữ nhiều lần liên hệ xin được hòa giải nhưng gia đình nữ tài xế kiên quyết xử lý theo pháp luật. Hiện công an quận Thanh Xuân Hà Nội đang điều tra củng cố hồ sơ. Hiện nữ tài xế bị hành hung đang phải theo dõi sức khỏe tại nhà theo chỉ định của bác sĩ. Kết quả giám định thương tích trong vòng một tuần. Chồng của nữ tài xế cho biết vợ anh đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, lại gặp khó khăn trong việc có con, việc mang thai phải nhờ sự can thiệp của y học. Vì vậy, việc bị hai kẻ côn đồ hành hung đạp thẳng vào bụng khiến gia đình rất lo lắng. Anh cho rằng phải xử lý theo pháp luật bởi sau khi hành hung, hai người này còn nói địa chỉ, thách thức gia đình anh báo công an và dọa gọi Giang Hồ tới nói chuyện. Nước Mỹ thời gian gần đây liên tiếp chứng kiến nhiều vụ xả súng thương tâm từ sự việc thảm sát trường học ở Texas khiến 21 người thiệt mạng đến vụ xả súng ở bệnh viện Tulsa, xả súng tại lễ tốt nghiệp ở bang Louisiana. Một loạt các vụ bạo lực súng đạn gần đây trên khắp nước Mỹ cho thấy một xu hướng mà Sở Cảnh sát đã tuyên bố lâu nay là các vụ giết người tăng lên khi thời tiết ấm hơn. Một số nhà nghiên cứu nhận thấy nhiệt độ cao hơn 10 độ C có liên quan đáng kể đến việc có nhiều vụ nổ súng hơn. Và tỷ lệ này tăng tới 34% vào các ngày trong tuần và nhiều hơn 42% vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Theo một bài báo khác trên tạp chí Sức khỏe đô thị thì tỷ lệ tội phạm bạo lực ở thành phố Philadelphia xảy ra thường xuyên hơn trong những tháng ấm, tức là tháng 5 đến tháng 9 hàng năm và cao nhất vào những ngày nóng nhất. Ngay cả mùa đông có nhiều vụ nổ súng hơn vào những ngày ấm một số chuyên gia tin rằng thời tiết ấm hoặc nóng khiến nhiều người ra đường hơn là khi trời lạnh, trong khi sức nóng khiến mọi người trở nên hung hăng hơn. Những nghiên cứu này gợi ý rằng nhà chức trách nên mở nhiều hoạt động hơn cho nam thanh niên để ngăn họ tới các góc phố vào những ngày hè nóng nực nhất, đồng thời tăng cường sự hiện diện của cảnh sát ở các khu vực nhạy cảm dựa trên dự báo thời tiết. Mới đây một người đàn ông Thái Lan đã phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy một con cá rô ra khỏi cổ họng sau khi nó nhảy lên khỏi mặt nước và chui tọt vào trong miệng của anh này. Theo các nguồn tin Thái Lan, một ngư dân trong lúc lặn ngụp dưới sông vì mệt và thiếu khí đã ngoi lên mặt nước để thở. Không may đúng lúc này, một con cá nhảy lên chui thẳng vào họng người đàn ông này. Con cá nhỏ mắc kẹt trong cổ họng khiến anh như tắc thở. May mắn thay, người dân gần đó đã phát hiện và vội vàng đưa anh tới bệnh viện. Kết quả chụp X quang, bác sĩ nhìn thấy trong cổ họng bệnh nhân một con cá rô dài khoảng 13 cm, sống lưng, đuôi và vây đều được bao phủ bởi những chiếc gai nhọn. Nó mắc kẹt giữa cổ họng và khoang mũi của bệnh nhân, tình trạng rất nguy hiểm. Một nhóm bác sĩ đã tìm cách cứu sống người đàn ông bằng ca phẫu thuật kéo dài một tiếng đồng hồ. Họ đã lấy được con cá ra khỏi họng của người đàn ông này. Vây cá nhọn và sắc làm tổn thương cổ họng của nạn nhân. Sau đó, bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.